Nếu anh bán trên sàn thương mại thì 150 đi anh, tại phí sàn nữa. Nhưng mà anh không đâu có tiền ăn đâu mà bán. Thứ nhất là giờ hết tiền ăn luôn rồi, rồi trong cái ví còn 500 là đi mua hết hai 331.000 là trong cái giờ trong cái ấy nó láo chi nè. Giờ sao tiền lấy cái tiền đồ là mua, giờ mua được hai cái đâm á, giờ cái tiền này là mua được hai cái đâm không, một cái đâm à, chết mẹ rồi, cái này còn 170 nè, trời ơi, thì ba 131.000 là người ta thối lại 170 này là còn nhiêu đây đó, còn trong thẻ là còn bao nhiêu bạc nữa, trăm bạc, 500 bạc cỡ đó, không nhớ rõ nữa tại vì mới trễ gì rồi, thì đó là cỡ còn 300.000 với là nhiêu đây nè. Sao nghĩ giờ sao, giờ sao lấy đồ, phải ăn trước. Nhưng mà mình ăn người ta cũng nói mình phải ăn để sống trước, lỡ mai có một chàng hoàng tử tới giớt tôi sao, rồi lỡ mai tôi lấy 100 đây ngày mai tôi sống, tôi có mua cái giấy số rồi tôi sống được sao, người ta cũng chửi tôi họ. À thì anh cứ đăng đi hả, thì lấy đồ. Nhiều khi là mình bị dùng có thể khó rồi mình bán đồ được không, nhưng mà ý là giờ anh có 100 mấy đó thì anh đi lấy hai một cái đâm rồi anh mua, rồi anh lời 40 rồi anh đi mua thêm cái gì nữa, rồi anh gửi về cái tiền gửi anh đâu có đủ tiền gửi, rồi anh đi nhận rồi anh đi ấy giùm anh sao. Ý là giờ mình phải lo cái chuyện trước mắt trước, với lại mấy cái người mà đang bị dí đang trong một cái tình thế khó khăn, người ta cái đầu óc người ta không có được bình thường mấy em, cái đầu óc người ta đâu có minh mẫn và bình thường đâu, mà anh vẫn cố làm YouTube là quá hay đúng không mấy em. Kiểu pre order là gom đơn á rồi một lần về Việt Nam luôn á anh, thì hồi xưa cũng có mấy người nói anh như vậy mà anh không có biết là làm như vậy á là có sao không, mà thấy người ta cũng hay một lần gom đơn á là người ta phải lời 2 triệu người ta mới đi, là một lần đi như vậy người ta phải có 2 triệu á chứ không người ta không có làm, có nghĩa là gom đơn là một lần kiếm được 3.000 bạc cỡ vậy á, có người kiếm được 5.000, nhưng mà là gửi rồi ai nhận ý là sao, giờ anh sao đâu mà không nghĩ ra. Khúc này quan quá à, ý là giờ sao tam rồi mua không, mà tụi em nói cũng đúng, nhưng mà ý là giờ thí dụ bữa nay anh có tiền á thì anh ví dụ anh gửi đồ, còn không á là anh về Việt Nam luôn, ví dụ một lần anh gom đồ anh bán, anh sao có ít tiền anh sống ít tiền anh thích anh vui là được, tại vì giờ anh có nhiều tiền anh cũng đâu, anh đâu có thấy vui nữa, anh chỉ cần ít tiền nhưng mà cái miệng anh ăn được. Do anh stress chứ hồi xưa cũng không ăn gì đâu. Dạ đúng rồi anh bán thêm mấy cái mặt hàng quần áo đi, chờ nhiều phân khúc khách hàng á. Đúng rồi, như là mình bán đồ rồi mình quay thêm YouTube đồ cũng vui không. Nói chung mình bán đồ mình vui rồi mình quên đi cái buồn, mình quên bệnh, rồi mình lo với những cái khách hàng người ta chửi, người ta nói sao cái chỗ này sức thế này, sao cái chỗ kia sức cái chỗ kia. Chị ơi em sợ chị trời đơn chị ơi. Chị nghe không, chị xuất hiện làm em sợ ngại quá chị ơi. Không không có sao, còn mấy ngày nữa em có lương rồi chị ơi. Chị Khanh cảm ơn chị nha, tự nhiên chị vô em cũng biết nói gì luôn mà em ngại quá, cảm ơn chị nha. Lâu tự nhiên cái bị trùng xuống, chị Khanh vô cái trùng xuống thấy tôi đâu có bị điên đâu, thấy không, nãy giờ mấy cái con kia nó vô nó phát thấy không, lâu rồi mới gặp là hơi chắc 10 năm hả, của ai vậy ta, để Huy follow. Có nhiều bạn comment Huy không có nhìn ra cái hình với lại không có biết ai á. Em nói hơi khó hiểu, anh hiểu không? Kiểu gom một lần ra gửi Việt Nam, tách ra từng đơn của khách này khách kia. Riêng á anh. Nhưng mà ai ở Việt Nam nhận á em,
xong rồi gửi gửi về Việt Nam rồi ai nhận? Chúc anh một đời bình an nha, cảm ơn em nha em yêu. Sao anh không về Việt Nam vậy à? Thường pre-order là nhận cọc trước một phần tiền hàng đó anh. Vậy hả? Một phần tiền hàng. Là nhận cọc là người ta chuyển khoản cho mình trước hay sao em? Hay là chuyển cạc? Anh đâu có tệ điện thoại Việt Nam đâu. Giống như mình order tao bao. Nhưng mà giờ trên mạng đồ rẻ ơ mà em ơi. Là bán được không mà trên mạng anh thấy đồ mấy cái trên đó người ta bán cái vô cái số lượng lớn á, người ta bán rẻ ơ mà sao mình kinh doanh nổi ta? Không, cái này anh nói thiệt. Đền tên anh ổn hơn chưa hả? Trước tôi làm ở Blue Line, nó hơi chắc không nhớ ha. Blue Line là ở đâu ta? Em thích con anh từ tiệm bán hàng từ bé rồi, cảm ơn em yêu. Hello chị, anh chị chào em nha bé. Dạ, ý là địa chỉ của khách luôn á. Trời ơi, ai đâu mà mua em. Nếu mà gửi vậy là quá mắc tiền. Ở trên mạng bây giờ đồ đầy ngay. Tự nhiên mình gửi từ bên là cái tiền gửi nó mắc hơn cái tiền mua cái đồ luôn. Ai đâu mà đi gửi đồ một bịch đồ là cái tiền gửi nó mắc hơn. Không có ai mua đâu anh nói thiệt, không có ai mua. Mình thấy vậy dễ, trước mắt là dễ như vậy chăng? Mấy em nghĩ dễ nhưng mà không có dễ nha. Thương trường là chiến trường. Bây giờ ví dụ anh không có tiền nhưng mà anh không mượn ai, không nợ ai, hoặc là anh không có ôm một vố nào đó rồi thí dụ mà không bán được là anh sập sập sàn. Ví dụ nhận, ví dụ anh do anh người ta thấy người ta khinh thường anh là anh không có tiền nhưng mà anh cũng không, ý là anh cũng có, anh cũng đâu có ấy nợ hay là gì đâu. Thí dụ có nước anh uống nước rồi trai dẫn đi ăn nó vẫn tồn tại được. Trai kêu cho tiền mà không có lấy á, mà chặt nó 200 ngàn à. Lấy mang tiếng chết sao tôi. Ê, nhưng mà cũng 200 ngàn giờ hết tiền lấy cũng tính lấy luôn á, nhưng mà điều kỳ quá. Anh đăng ký cửa hàng bên vận chuyển á, anh nó làm hợp đồng với mình thì phí gửi nó rẻ hơn hả? Mà giờ mấy cái chỗ đăng ký ở bên đây người ta cũng có nhận hàng giùm rồi đó. Tự nhiên mình có khách hàng xong rồi người ta nhận hàng giùm rồi thôi mấy em biết cái chỗ đó, thôi mấy em mua cái chỗ cái nhận hàng đó luôn đi. Tại vì mấy cái chỗ nhận hàng bên đây á, là người ta nhận ký gửi luôn, người ta đi mua đồ luôn, đi nhận hàng luôn, hiểu không? Cho nên là mình phải sao quá, nói chung là sao quá. Một là anh đi về, anh đi đi về về anh bán, anh sẽ bán được, đảm bảo có người mua, nhưng mà ít ít vừa vừa thì anh có một cái số tiền nó không có quá nhiều nhưng mà nó cũng không có, anh nó có bán nhiều nó không có bị tồn hàng. Ví dụ anh lấy cái gì anh đi về một lần anh được bao nhiêu đó, đủ tiền máy bay tiền phòng này nọ, anh ăn cũng bên đây rẻ lắm thì nó anh sống vậy đi đi về về hả ta? Mà đi đi về về nó đi hơ ăn cơm. Người ta viết tiếng Thái mà người ta viết tiếng Việt, ý là người ta viết đi hơ ăn cơm. Sawadee khap pi khai là chờ chờ rút máy đại máy lu khai là rút chặt vô cho xi máy na rắc mượn can lơi. Người sao ở người bên Thái người ta cứ nói anh giống Yoshi là ai vậy ta? Người ta cứ khen anh dễ thương hoài, mấy người bên Thái coi nãy giờ người ta có nói là giống Yoshi. Bọn mấy rú chặt Yoshi Paul nay ban bọn mấy miu TV, bọn có mấy thôi đu TV, bọn mấy lú đa ra nắp nón nhớ nó có bọn có mấy lú phone TikTok rửa là nhớ pro, bọn có mấy coi đu nó có bọn có mấy lú Yoshi con này tại qua bọn sẽ khiến này Google nó có bọn trả lú tha sẽ chụp rương ní nó có bọn trả có một máu kỳ vọt bọn na lắc ná
nhận mua giùm nhớ nói khách là chuyển không 100% tiền hàng nha, chứ không thôi mình ôm luôn. Thì đó, mà nhiều khi á mấy cái đứa không biết sao mấy cái đứa nó ghét anh á, nó anh sợ là nó kiếm chuyện bán hàng rồi nó kiếm chuyện sao ta. Vì bộ nó mua mua cái áo này không đắt, nó lấy cái kéo nó cắt xong nó đắt đền tiền, cái tiền đền rồi giờ sao, giờ giải quyết sao, hay là giờ cứ sợ quá. Nói chung anh bị sợ á. Biết Huy từ xưa học cấp 3 vẫn trẻ vẫn kêu, cảm ơn coi cà phê không đắng nha, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn cho Huy vài lời nha, cảm ơn mấy cái người bạn của Huy vẫn quan tâm theo dõi Huy. Và dành cho Huy vài lời dù Huy dù Huy có bệnh. Anh quay clip đồ khách trước khi gửi hoặc đi đóng gói. Xong rồi nó mở ra rồi nó cũng quay mà nó diễn không, nó diễn được người ta. Về Việt Nam sống để cho gần gia đình hả? Khó cọt thi nừng đai mày đai khắp thi sọn rồi. Với anh nói khách là quay video lúc mở hàng để khiếu nại gì thì mới giải quyết. Vậy hỏi em là về Việt Nam bán hàng cho Kỳ Hân ta. Kỳ Hân kêu anh về hoài à. Mà anh về Việt Nam thì anh sống ở Hà Nội á. Giờ shop nào cũng vậy á anh, nên đừng sợ mất lòng khách. Nghe nói đồ mặc ở Thái nhìn dễ thương mà có giá cao không? Không có cao em. Có nghĩa là cái giá, thí dụ nha, những cái đồ của anh á, ngày xưa anh mặc á, giá cao là vì nó là ở bên này nó có nhiều phân khúc. Còn về cái mặt bằng chung thì cái giá nó rẻ nha. Cái mặt bằng chung ví dụ một cái áo như là 100 ngàn là rẻ hay mắc? Mấy em nghĩ á. Còn cái áo của anh là 2 triệu, ý là hồi xưa có điều kiện á, thì là cái áo 2 triệu. Nói chung đồ gì cũng có. Bây giờ sao anh chưa ngủ hả? Giờ anh thức anh làm YouTube, anh up kiếm 5 ngàn, 10 ngàn. Nà, 10 cái clip up một ngày thì mấy em coi giùm. Nhiều khi kiếm được 50 ngàn trừ thuế đó còn 35 ngàn. Tính ra là 35 ngàn một ngày nhân 10 đó là thành 3 triệu, à không gì 300 hả? 300 ngàn rồi. Trời ơi là trời mấy rồi. 300 vậy là 900 ngàn. Một tháng 900 ngàn là chưa có được nhận á. Bởi vậy anh mới làm khùng làm điên quá trời. Làm up một ngày là 10 cái clip. Rồi những cái đứa nó chửi anh là anh nói lại là đã có một cái clip nữa. Chứ không phải mình muốn làm như vậy để mình hưởng cái tiêu cực. Mà là mình nói lại nhưng mà bằng với một cái hơi hướng rất là tích cực. Đồ ở Thái cũng rẻ nhỉ hả? Thì cái năm 100 ngàn này mấy em thấy được không? Nhưng mà bán nhiêu ta? Người ta thường thường người ta nói là phải 70% á. Mấy cái người mà ấy á, bán 30% hay 70% bôn ta? Cái gì á? Bán cho nếu mà có một cái cửa hàng người ta phải bán mắc lên nha, ta mới thu lại mấy cái tiền. Còn mà mình bán hàng mà mình không có cửa hàng gì hết, nhưng mà không biết cái đó có sao không cũng không rõ. Nhưng mà mình bán đồ là người ta có cho bán không? Bán đồ giờ thì người ta cũng quản lý dữ mà phải không?
ví dụ mày bán vừa vừa người ta hỏi thì không sao hả, nhưng mà mình đóng thuế rồi nữa hả, hay là mình hay sao, nói chung là không có rành mấy cái đó cho nó sợ quá. Anh quay clip về chợ bên Thái đi ạ, à, mọi người biết chợ mà mua chợ anh quay quá trời luôn á, người ta vô chửi anh quá trời, người ta nói là biết đi chợ mà đi chợ được mà đi xin tiền gì đó, đi nhận tiền người ta cho gì đó, xin tiền gì đó. Thì anh mới quay mấy cái clip đi mua đồ là có quay hết nha em vô coi, có quay hết review đồ chỗ đồ ngon lành lắm, vô coi ủng hộ anh đừng có bỏ qua bằng cái mà nha. Chưa có hồi trước gặp anh này. Ủa em gặp anh ở đâu vậy? Anh review cái chợ này xong rồi anh review mấy cái chợ mà mấy cái con bóc tem rồi đó, bây giờ người ta hay chơi đó. Hôm qua anh review đó mấy em. Hello em. Y chang giờ Việt Nam. Anh đừng để bung mấy chuyện đó, cứ làm những gì trong khả năng của mình để mình vui vẻ. Cảm ơn em yêu. I love you too, come on. Anh hả? Cho em kênh YouTube của anh đi, em ép YouTube. YouTube là ép hả? YouTube là follow với lại gì subscribe. YouTube đâu có ép được, ép là ép Facebook thôi em. YouTube của anh là hơi mai băng cấp. Y chang như cái này này em. Này mặc váy này nhìn đáng yêu quá bé hả? Mấy mọi người cứ để ý cái váy này ha. Vậy thôi có bộ thì bán mà hàng là được đó ha. Cái váy này cũng rẻ, hơi nhập về một lần 10 cái rồi kiếm được 1 triệu. 1 triệu không ta? Lời 100.000 cái dữ vậy. Vậy là phải nhập bao nhiêu? 50 cái. Ví dụ trong ai đăng cả 50 người thì được lời được 1 triệu không? 50 người mà ngang. Ví dụ 50 người mà phải mua y chang. Không, cái có 4 màu nha. 4 màu, hình như có 4 màu. Và nó có bộ luôn, có nghĩa là nó có bộ rất là dễ thương nha, một cái bộ của nó là một cái quần, ý là ở cái kiểu quần lửng á, vậy nè, ý là quần lửng cũng là cái màu này luôn, là một cái bộ đồ luôn. Nhưng mà nếu mà một cái như vậy lời nhiêu ta, ví dụ bán một trăm ba, bán trăm ba hả, trăm trăm ba gửi tiền gửi rồi nữa có lời không, phải 150 hả, mua 100 mà đi cái tiền đi ra chỗ đó rồi đi nhặt hàng rồi hay là trăm ba ta, thí dụ mà trăm ba thì nhiêu, trăm ba thì 10 cái là ví dụ mà tính tiền lời là trừ cái tiền công rồi ra luôn á, là thí dụ có cái tiền lời là 30.000 ấy, 30.000 mà bán 10 cái là lời được 300.000. Đó
300 ngàn. Xé túi mù á hả? Xé túi mù thì cũng đâu có ai nhập về dùm. Thì cũng thí dụ cái đồ hay là túi mù cũng vậy. Cái này mình xé hôm qua rồi nè. Một 30, lời 30 thì 10 cái là lời 300 ngàn, chỉ 100 cái là lời thành 3 triệu. Chu cha cũng được quá ha. Nhưng mà phải bán được 100 cái á. Thí dụ một 50 người đang mua. Không, nếu mà 50 người đang xem là mỗi người mua một cái mà nó có 4 màu. Nhưng mà không lẽ ai cũng ủng hộ mình là làm gì có. Nhưng mà không sao. Ý là như vậy á, ý là mình ví dụ mình tính ra như vậy cũng được quá ha. Bán đồ là phải, nhưng mà phải người ta phải mua quá. Nhưng mà nếu mà còn không thì bán đúng cái giá ấy luôn, nó không có hàng tồn. Lời ít nhưng mà nó không có hàng tồn cũng ok. Nhưng mà mình phải biết cách gửi với lại ấy. Chứ là không biết những cái chuyện đó nó có người ta có cho bán không, anh cũng không rõ. Anh Huy ơi, em nhớ phim tìm bán không tự bán quá mà phim bị xóa mấy cái video rồi. Hình như người ta mở lại rồi sao em ơi. Nhưng mà Daikin Beer là Hoàng Quay. Ok. Bye bye. Chà thắc mà. Phần 1 bị xóa mấy tập luôn rồi anh. Còn có mấy tập à. Ủa sao bị xóa ta? Hình như người ta khóa lại, sao người ta chưa có mở ra kịp á em ơi. Tại vì người ta khóa hết mà, sao người ta mở ra lại, người ta không mở kịp á. Anh có thể để tài khoản donate cho fan á. Em thấy nhiều người làm việc vậy ok á. Là sao ta? Anh không hiểu. Buồn ghê, cứ tối em coi để dễ ngủ không á. Anh khỏe hơn chưa hả? Thực ra hôm qua anh stress lắm luôn á. Có nghĩa là anh xỉu luôn, anh xỉu trong phòng luôn á. Qua cái giờ uống thuốc rồi, với lại việc riêng này nọ đồ á, xỉu luôn. Có, anh có để mà. Anh có để được 1 tháng nay rồi đó, anh để ở trên cái phần mô tả ở bên YouTube á. Ý là ai thích cái video nào thì người ta gửi giống như là tài trợ cho cái video đó, cho cái người làm ra cái video đó. Anh có để là do mọi người kêu gọi anh từ cái lúc mà anh bị bệnh mà anh vẫn chưa có làm mấy tháng rồi, sau cái này là mới để lên. Nhưng mà cái số tài khoản đó là của ba anh, tại vì cái thẻ của anh nó bị hư, cái bắt của anh đâu có biết. Mà mọi người gửi cho ba anh là được nhiêu là anh nhận hết, nhà anh không có ăn. Còn anti fan nó vô nó chửi đủ kiểu, nó hạ nhục đủ kiểu để cho anh không có bỏ lên này nọ, và nó làm đủ kiểu để nó hạ nhục, thấy không? Bệnh mệt cái người cái môi tái mét là thấy không, giả mình cái đâu cha tụi bay, chửi cha mẹ tao, chửi hở nhà tao là ở giàu có rồi, một cái nhà giàu có xong rồi hở chửi cha mẹ tao là cái gia đình ấy, rồi chửi dòng họ nội ngoại rồi luôn. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy sao? Mọi người nếu mà mọi người như vậy là người ta chửi dòng họ lôi ra, mọi người nghĩ sao? Anh đắp mặt nạ đi. Anh xài thường thường anh xài mấy cái đồ nó không có mắc tiền đâu, tại anh đâu có tiền đâu, đồ nó vừa vừa, nhưng mà nó khi mà anh có điều kiện là anh cũng xài đồ ngon ngon, nhưng mà không có mắc tiền lắm. Ý là mấy cái đồ nó phổ thông thôi hả, do cái da của mình là nó phù hợp với cái đồ nào nữa. Mấy mỹ phẩm thái sao ok lắm à, vậy sao anh mặc đầm vậy? Do anh đi review cái chợ,
anh làm YouTube á, anh cần phải làm, anh quay rồi với lại anh quay một mình anh một ngày 10, anh đâu có tài năng, anh quay đâu có ai coi nhiều, anh phải làm đủ kiểu. Rồi người ta thấy anh một mình người ta coi qua thì chán, hoặc là người ta thấy anh một mình mà người ta nói cha mẹ đâu không quay về Việt Nam thì phải giả làm cái con liễu, cái con em nó qua thăm để cho người ta coi đỡ nó bớt buồn, rồi có người coi rồi này nọ nữa. Chứ giờ đang dày sao nghĩ ra chuyện thông minh được, giờ một mình ra phải phân thân ra 10 cái bè đóng, chứ giờ ai đóng với mình hả, giờ ai đóng ở một mình kia, ai đóng phải mặc cái đầm để vô, chứ có muốn mặc đâu. Mấy đứa Thái Lan nó vô nó coi, nó comment nó cười quá trời kìa, mấy cái thằng nó đi chơi nãy giờ nó rủ đi uống bia kìa, ở đây bên này ai nào không biết bị bệnh mà mấy cái đứa nó vô nó chửi quá trời kìa. Nên mấy nãy giờ mấy cái thằng nó thấy cái mặt đồ chắc nó cũng không sợ bỏ chạy mà nó rủ đi uống bia nữa, thấy không, chứ ai đâu muốn vậy. Hồi giờ là không bao giờ làm nghệ thuật bao nhiêu năm là có bao giờ ấy đâu, kêu dễ gái còn không dễ, có một lần dễ duy nhất là trong cái chương trình gì đó với lại hồi thi trong lớp với lại diễn thế vai diễn lần hay sao á, chứ có bao giờ dễ gái đâu. Mà giờ là sao, vì sao mà làm vậy là biết là người ta có lý do, chứ ai đâu muốn vậy. Cái thằng ở bên Thái Lan nó rủ đi uống bia nữa, cái thấy không, quê muốn đồn thổ luôn. Mấy cái thằng bạn bên đây nó thấy trang điểm nó không biết nó làm sao cái mà. Hồi là có một dã gái lên chương trình duy nhất một lần luôn, là đóng là vai bạn gái của anh ca sĩ Nguyễn Hưng ở bên hải ngoại á, là hồi đi review mình nói mấy cái chuyện đó ra tụi nó chửi, tụi nó nói láo đồ, trời ơi cái gì tụi nó không chửi được hết á, tụi nó chửi nắm đằng đầu, nó chửi đằng đây, sơ hở một cái là nó lôi trên đầu, nó chửi nó kẹt xuống từ trong nội ngoại, nó chửi đầu qua là đủ chưa, là thấy sao. Thí dụ mà mọi người là mọi người thấy sao, mọi người có chịu nổi không, mọi người đang là cái người chứng kiến coi những cái điều đó đó, mọi người không phải là cái người ngồi ở chỗ đây nha, mọi người chưa có ngồi vô trúng cái chỗ, ví dụ mọi người thấy a cái thằng này bị HIV, mọi người biết cái cảm giác mà mỗi lần đi test máu á, mà mình sợ mình không bị không, mình không biết mình có bị hay không, là biết cái cảm giác nó gớm cỡ nào không, mọi người biết không, cái cảm giác mà chưa bị mà chỉ sợ rồi đó, rồi mọi người nghĩ cái cảm giác mà bị rồi thì sao, nó gớm cỡ nào. Mà tôi vẫn ngồi đây tôi vẫn quay YouTube mà tụi nó vẫn phá tao, nó tao làm biếng này nọ vô tùm lum la la, mà mấy cái nick đó là cũng là phá những cái trang khác luôn đó, là có những cái nick đó, rồi có những cái người mà cua của mình không được, hoặc là có những cái người ganh tị với mình, là có một cái con người là nó có sẽ có nhiều người ghét trong cuộc sống, là tại vì là trong cái cuộc sống là đâu phải ai cũng thích mình, mà một khi mà cái lên một cái bài báo cái thằng này nó bị HIV thì biết bao nhiêu là cái chuyện mà trong cái cuộc đời này một người đừng nói một con người là không bao giờ hoàn hảo, mà biết bao nhiêu cái chuyện một con người nó sẽ có những cái đức tính là không có tốt, ví dụ như cái thằng này cái bị hôi nách, thằng này tao tán nó không chịu thích tao rồi bắt đầu nói xấu, ví dụ như vậy thì biết bao nhiêu con người nó ghét mình cái kiểu tụi đó. Khi một cái bài báo nó bị HIV lên thì nó càng cho mình đạp cho mình xuống nữa. Mà tôi bị cỡ đó, tôi bị cỡ nào, tôi bị rất là ít, tôi bị không có nhiều, là chứng tỏ tôi là một người không có phải là ghê gớm đến mức độ nào, tại vì tôi bị tụi nó dí lên, bị lên báo này nọ là người ta cho lên chứ tôi đâu có lên, mà tôi vẫn đâu có bị ai nói với tôi đâu, là tôi cũng sống phải sao quá chứ. Còn mấy cái đứa đó là cỡ nào, nói người ta cặn bã xã hội, còn tụi bay là dưới đáy xã hội, tụi bay đang coi tao biết hết luôn á. Mấy cái người yêu mến mình chưa chắc coi đến cái thời gian này, nhưng mà tụi nó là người đang coi đến cái thời gian này, tao đảm bảo luôn, nó canh từng lời nói, từng cử chỉ, từng ấy của tao để mà hạ thầm thầm hạ nhục và đạp tao xuống, dí tao xuống dưới đáy xã hội như tụi bay.
mặc dù tao chỉ là một con cặn bã xã hội, như những cái liều tụi bay nói mà nãy giờ người ta vô người ta thương, người ta chỉ cho tao làm việc này nọ, là tụi bay thấy tao sống như thế nào. Người fan người ta đâu có cần vô comment nói những cái gì đó, thấy không? Bắt đầu mình nói là gì? Chơi thì bị kìa, chơi thì bị, dính thì chịu. Đúng, dính thì chịu rồi mà người ta cũng không chịu, người ta vẫn vô nói chơi thì bị rồi thì chịu, thì giờ chịu nè, cũng không chịu mà người ta cũng không chịu, người ta vô người ta mỉa mai nữa, thấy không? Người ta thấy tôi nói hay quá hay, bắt đầu vô không cho tôi ngoi đầu lên luôn. Tao nói bạn đừng buồn, thì ra thì giá tôi chọn, thì giá tôi chọn được chưa? Chưa thấy đâu, mà vô mấy cái comment mấy cái hình coi thử người ta có coi người ta thì mình giải thích thôi chứ không có mỉa mai. Coi vô ơi, vô TikTok coi mấy cái hình này coi người ta comment gì, không có biết thì mình đừng có nói, còn mình nói ra rồi thì mình phải biết, ok chưa bé? Mình không nói thì người khác không đâu có nói mình câm đâu. Có những cái mình nên nói, biết thì nói, còn không biết thì thôi. Thôi cha mọi người nha, 69 người đang xem có ai tặng Huy cái hoa hồng không? Còn một phút nữa cho những người muốn tặng hoa hồng xin được phép bắt đầu mặc niệm. Trời ơi là trời, vừa nói là có bà âm mẹ nhà mì đã cho ba cái bông hồng. Cảm ơn bà âm nhà mì. Ủa quên nhà mì thôi, dưới cái mắt của lý luôn rồi, cái đen này đó cũng đó, ai nói ngồi không nói chuyện nghe là không ấy, như cái người vô nói là muốn tâm sự đó, xong rồi bắt đầu nói người ta đó. Trời ơi, chỉ là giờ mấy người vô nói chuyện với tôi lẽ tôi cũng giúp mấy người hả, được không? Tôi nói lại vậy được không? Mà tôi đâu có nói nghĩ rằng tôi giúp đâu, cũng tôi nghĩ đâu có nghĩ rằng cái này là ấy đâu. Người ta nói tôi ngồi không ăn. Mọi người ơi, còn 39 phút, mọi người 39 giây, mọi người cho mấy hôi thêm mấy cái hoa hồng để cho nó ấy vô, cho mấy cái đứa ghét lên nó ấy lên, cho nó ấy lên, cho nó linh động lên các em ơi. Cảm ơn mèo Cathy tặng 7 cái hoa hồng, 9 hoa hồng. Cảm ơn KN, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn nãy giờ cái đen này tôi mua 1.000.000 đấy nhá. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả bạn đã tặng mình, trời ơi quá trời hoa rồi. Cảm ơn, đây là sự thương yêu của mọi người đã dành cho mình. Cảm ơn, tôi đã đổi được chiếc vương miện. Ôi cảm ơn các em, trời ơi mình sẽ ráng thêm ngồi đây thêm một phút nữa để được có tiền rác nửa sang đi uống bia. Trai nó rủ kìa, trời, nó thấy mặc đồ vậy mà nó cũng rủ đi uống bia, chết chưa, thấy chưa? Rồi trai nó kêu có trả tiền mà tôi đâu có lấy đâu, 200.000. Rồi tôi nói chết cha cho không dễ hở vậy, nó kêu nó qua xếp đồ giùm mình. Giờ sao? Đó, cảm ơn mọi người nha, còn 30 phút, 30 giây nữa. Lấy cái đầu tóc giả nén thêm vài hoa hồng cho tụi đấy, nó tức chơi. Nó không sợ lây hả? Coi cái bè đó, bà comment kìa mọi người. Coi cái bè đó, bà comment kìa. Nó không sợ lây mà tôi thấy bà sợ rồi đó. Bà sợ mà bà vẫn vô nói chuyện với tôi. Cảm ơn các bé. Ôi, chị cảm ơn em nhé. Bé, mấy em ơi tặng cho chị cái hoa hồng đi. Có duyên. Cho thêm một cái hoa hồng thôi. Chị sẽ đeo một cái kính nào nhé. Thêm được 100.000, hôm nay là chắc được thêm 100.000.
được 300 bạt rồi đó, hôm nay được 400 bạt. Đã thấy chưa? Sống thêm được một ngày nữa, có 400 bạt ngày mai ăn xôi. Chưa đóng tiền điện thoại luôn á trời. Chị chào các em nhé. Cảm ơn các em đã tặng cho chị bông hoa trước khi chị kết thúc cái live stream này. Chị đội ơn các em đã giúp chị cho những bông hoa. Em qua Mỹ, New York đi, anh cho em 2.000 đô la Mỹ. Không có hình, anh Jimmy. Thường thường nãy giờ mấy cái người đọc lên xin rồi đấy, rồi cho rồi này nọ, đâu có đọc lên đâu. Đâu có đọc lên, mấy cái người thường thường comment ở đây cho là không có bao giờ cho. Cho trước đi rồi đi. Chưa đầu visa mà kêu qua đó rồi cho 2.000 đô. Nói chuyện nghe thấy ớt. Nói chuyện là mình phải có đầu óc suy nghĩ trước rồi chứ. Chưa có đầu visa nè, đỡ tôi đi làm visa cái rồi chứ. Được chưa? Thấy được chưa? Vô tôi đầu nè. Người ta vô phỏng vấn đi Mỹ hỏi chứ sao thích đi Mỹ vậy. Vô trả lời làm sao ta? Ở bên Mỹ thích hoa gì nhất? Trả lời dạ thích hoa kỳ. Thích hoa kỳ xong nó cho tôi đậu liền, tôi đi liền. Đó tôi qua tôi lấy 2.000 đô của ông đó liền nè. Đậu là tôi qua đó 2.000 đô mà mua vé máy bay hết 1.900 rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Người ta cho mình chưa chắc là mình lời đâu. Nhiều khi người ta tặng mình một món quà là người ta lấy cái đó làm cái điều ấy đấy, chứ không phải giỡn đâu. Trời ơi, cái đầu óc đây cái cỡ nào đâu chứ, ở đó mà cho 2.000 đô, 2.000 đô mà cho ở đó. Giỡn tơ. Trời ơi, thề cái thằng con trai kia nó cho tôi 200.000 thôi đó, nhưng mà nó cho. Nó nói nó cho mà tôi không lấy. Chứ 2.000 đô đây thấy ăn không ngon, ăn húp không trọn rồi đó, dở ăn trời. Đâu có dở vậy. Mượn cặp rạ lơi khai à. Người Thái cầm mày. Người Thái, tôi nói anh là dễ thương giống ai á. Giống cái chị Yoshi nào á. Mà nó có coi tivi nữa, nó có biết. Khắp bên mát nè khắp. Tè bỏ mấy lú con rạ lơi. Con này nè khắp. Rạ lơi là cảm ơn mọi người nha. Nói cho Huy cảm ơn mọi người, cảm ơn những cái người mà nãy giờ Huy kêu là còn một phút nữa thì tặng cho Huy bông hoa. Những cái người đó thiệt ra là cái người mà làm theo cái yêu cầu của mình để mà mình được vui, thì những cái người đó thật sự là giúp Huy. Chứ còn những cái người vô nó giúp muốn nói chuyện không mà người ta không nói chuyện, xong cái chửi thôi, nói là muốn giúp mà thôi, thì những cái người đó là không phải là chịu giúp luôn mà thà chửi gì luôn á chứ. Đạp xuống cho xuống mương, lọt xuống mương thí mẹ tao rồi, chết cha tao rồi. Chào các em nhé, chị đi đây. Hồ biết cục xin gom cho chị, nhẽ ra đầu tóc giải cho chị, nhẽ ra cái gương cho chị. Chị chuẩn bị đi Mỹ đây, qua đó không được 2.000 đô thì chị sẽ lấy 20.000 đô. Nói tiện nghe cái thứ này. Cảm ơn ai mới tặng hoa cho chị nha. Chị chào các em. Hôm nay chị kiếm thêm được 100.000. Chị có ích cho xã hội. Chị đóng 3 đô tiền thuế đó, để chị rút ra 400 bạc chị đi ăn chơi xà láng đây. Chị được sống thêm một ngày nữa. Chị tích cực vô các em ơi. Chị tích cực quá các em ơi. Sau cái live stream này chị tiếp tục ăn cái bánh này nữa. Chị ăn vô. Chị ăn cái kẹo này nữa. Mai chị quẩy, đúng rồi, mai chị quẩy, chị lấy 400 bạc chị đi quẩy. Chị sợ gì, tiền của chị làm ra, chị ngồi nói chuyện, chị giúp các em á.
chị giúp các em tâm sự. Trời ơi, ai tặng cái mũ vậy? Cái mũ đó là mắc tiền lắm phải không? Ê phải không? Cái mũ đó mắc tiền lắm phải không? Cái mũ đó hình như là nhiều tiền á, phải không mấy bạn? Thì ai tặng vậy ta? Chết cha, ráng lên đứng đi vòng nữa ha. Hình như cái mũ đó mắc tiền phải không? Có tiền từ những cái mặt khác liền à. Có tiền đưa tiền thì nói chuyện trước phải không? Tự nhiên bắt qua Mỹ đưa 2.000 đô mà chưa tặng cái mũ. Nói cho cảm ơn mọi người nha, gấp 9 cái bông hoa à, vậy là cỡ 1.800 đồng đó hả? Em tưởng cái mũ nó bự là nhiều tiền lắm hả? Like hát hay kể chuyện cũng vui. Nói cho cảm ơn hồi nãy ai tặng anh cái mũ nha. Nói cho một cái bông hoa cũng cảm ơn, một cái mũ cũng cảm ơn. Tại vì thấy cái mũ bự quá tưởng có tiền. Phải làm quá là người ta mới coi. Ý là làm bình thường người ta không có coi, tại đang hết tiền mới làm quá chứ thiệt ra cũng đâu có muốn làm quá, nó thích nhẹ nhàng. Chu che được tặng cái gì nữa rồi? Chết che ai vậy ta? Cái người đang nuốt ngon thì sao? Tặng cái gì nữa vậy? Mới tặng cái gì nữa phải không? Mũ với gấu 99. Một mũ là 99 bông hoa lần đó là một cái bông hoa là 200 đó. Nhưng mà người ta chưa cảm ơn người ta mình nói là tính tiền. Xe xe. Xe xe. Anh cho em kìa nữa kìa, 60 đô la ngang gì kìa, thấy không? Tớ nữa đâu, không có cái mặt, thấy không mọi người? Sao vậy mọi người? Tôi đâu có muốn đụng chạm gì tới ai đâu. 60.000 đô la chuyển khoản cho chị 6.000 trước đấy, rồi chị nói chuyện để chị trang điểm cho đẹp, mua cái đầu tóc nhẹ này. 1.000 gì. Cảm ơn tặng cái mũ, nói sao ta, tiếng Trung Quốc ai biết không chị giúp mình. Đó thấy chưa, cái anh đó anh vô anh nói chuyện mà người ta vô chữ kìa, kêu tặng sư tử đó kìa, rồi nói chuyện kìa, thấy chưa, người ta chữ luôn chứ đâu cần tôi chữ. Nói chuyện xem mà để dân chúng người ta chữ quá vậy anh. Để đầu tư là cái đầu tóc đẹp, để tặng thêm, kiếm thêm cái anh Trung Quốc đó. Hình như cái anh Trung Quốc nó tặng cái con gì vậy mọi người? Hồi nãy tặng cái con, em nói là 1.500 là sao? Ê mọi người đừng có cần nói chuyện với cái anh đó nha. Anh đó anh nói kìa. Anh đó anh nói tiếp kìa, anh ly ghê á. Tội nghiệp anh, chắc anh cũng cô đơn lắm á. Con của anh Trung Quốc đắt hơn á anh hả? Ủa một cái con đó là bao nhiêu? Tặng một con theo đuổi ước mơ đó, 1.500 xu đó, thiệt hả? Là bao nhiêu tiền? Là cái con đó là bao nhiêu tiền em? 1.500 là 200. 100 xu, 1 xu là thành 200 đồng. Vậy là 100 xu là thành 2.000, nghĩa là 1.000 xu là 20.000. 20.000 với 1.500 xu là cỡ 30.000 à? Cỡ đâu hả? Hình như 500 hơn tiền thật biệt á. Ủa, gì nhiều vậy? Chứ không phải là chỉ có 20.000 thôi hả? 500.000 luôn á hả? Rồi, vậy ngày mai đi nhảy đâm là đủ rồi. Cho tiền tiếp cái thằng kia nữa. Nó đứng nó nói chuyện với anh hoài à. Tội nghiệp nó.
Mai đủ kinh phí để quậy tới bến. Đúng rồi, chị sống hết mình đêm nay. Xu bin của mẹ mi. Đúng rồi, chị sẽ cho tới bến đêm nay. Chị được tặng cái đó, chị phải ở lại chứ, chị kiếm thêm chứ. Chị ráng kiếm thêm một chút nữa chứ. Chứ giờ là đâu có quay YouTube là ra biết sao, hết tiền thiệt. Cho nên mới quay vậy nè, để rút ra cái bên này là đủ 8 đô rồi, mình rút ra để xài đó. Hồi nãy chưa có đánh đồ dưỡng, nó không có dám trang điểm, mọi người trang điểm nó hư hư mặt đó. Đúng rồi, make up chứ mắt không tại trang. Ừ, đúng rồi không, nhiều khi nãy giờ đâu có cần make up mà có tiền á, tự nhiên make up vô cái anh đó anh sợ luôn anh đi, anh không có thích make up, anh thích để tự nhiên vậy đó ha. Tài khoản tặng anh là nữ hả? Sao em biết, em hay quá ha, em cảm ơn chị. Xin chào chị. Tặng là gì ta? Không biết nói, không biết sao ta. Tặng là gì ta? Để buổi sau học tiếng Trung Quốc. Nó có hạng nhất đó anh. À, cái người đó hạng nhất ở Medcom, chị cho mất không phải trang. Hạng nhất mèo Katy là hạng 2 nè. Ờ, nó có hàng luôn á em. Hàng 2, hàng 3. Nó cho cảm ơn One nhà bì nè. Cảm ơn hàng 3 nè. Mình coi được nha. Hồi nãy ai hàng nhất vậy ta? Hàng nhất là người Trung Quốc hả? Là ai vậy ta? Anh không biết, anh follow lại. Xin xe sang ru. This year, Shanghai 96. Give me the money and the gift from TikTok. This year. What? Người người Việt Nam. Làm nãy giờ tôi dưỡng quá trời luôn. Nãy giờ tôi dưỡng quá trời luôn. Chúc anh sống hạnh phúc vui vẻ nha. Mỗi ngày nhà anh, cảm ơn em nha, anh còn không? Quá trời rào bè ơi, mình nói nhanh chứ nãy giờ tôi diễn. Quá trời, tôi tưởng trai tặng mà cháu. Hồi bữa cái anh này đẹp trai lắm, tặng cho cũng mấy trăm ngàn á. Nhưng mà người ta nộp cái tiền vô là mắc hơn. Có nghĩa là 500 ngàn nhưng mà người ta nộp vô là phải cỡ 1 triệu 2 luôn á. Mình mới được 500 ngàn. Nhiều người người ta nói cho 10 triệu nhưng mà thiệt ra mình nhận được 3 triệu thôi đó. Nhưng mà mình mang cái tiếng là 10 triệu nhưng mà mình nhận có 3 triệu. Ví dụ vậy á. Ừ. Giống như bên YouTube cái chị kia cho anh 50 đô là cho mấy cái đứa nó chửi mấy cái bè đó để cho mấy bè đó không coi nữa. Nó kêu mấy cái bè đó là mấy cái bè bị chửi ra vậy luôn, mấy cái bè. Xong mấy cái chị đó chị cho anh 50 đô. Nhưng mà 50 đô đó là nhận được cỡ 700 ngàn á. $50 thường thường là triệu mấy mà nhận được 700 ngàn. Đúng rồi. Thì 70 đó, cho nên là người ta nói cho mình 10 triệu chứ thiệt ra là mình được 3 triệu thôi đó. Nhưng mà mình mang tiếng là được cho 10 triệu. Xong rồi mấy cái người ghét mình là ghét thêm nữa. Chứ thiệt ra là mình nhận được 3 triệu. Bền ngủ sớm đi hơi không, hơi uống ly cà phê để hơi làm YouTube, hơi chuẩn bị up YouTube nữa nè. Không có ngủ. Cảm ơn bạn nha. Kiếm tiền ăn cơm trước. Người dễ thương mà sao phố số phận kỳ quá kệ em ơi, ai cũng phải chết. Trời ơi, nửa rồi cái bè đây. Bắt tôi nói tiếng Trung Quốc nãy giờ đây, phải tặng cái gì nữa đâu. Nói chứ cũng ngại, mấy cái chị cho một lần rồi mình bắt đầu mình nói chuyện để cho những cái người khác. Nhưng mà mình sợ cái người đó có cái cảm giác là giống như là cái thằng này nó nói để cho mình cho anh thêm, hay là nhiều khi anh làm cái cuộc sống thực tế anh không có tiền, hay là anh này nọ anh ấy này nọ, là anh sợ mấy cái chị đó nghĩ rằng mình nói vậy. Nhưng mà không có, mấy chị đó không có nghĩ vậy nha. Mấy cái chị đó chị thương mình nhưng mà mình làm mình cũng sợ. Nhưng mà thiệt ra cái đây là chương trình truyền hình thực tế đó. Ví dụ còn 200 ngàn giờ là do biết sao làm vậy không,
Tại vì làm đại gia, lúc mà có tiền riêng làm đại gia tụi nó chữ quá trời, tụi nó nói chữ. Tụi nó không có cho làm đại gia, cho nên là làm luôn, giờ không có tiền làm luôn, làm thiệt không có tiền luôn. Cho tụi nó coi cho nó đúng cái sự thiệt, cho tụi nó cũng có. Rồi tụi nó cũng chữ là làm hết tiền là đỡ ăn đó, đỡ ăn tiền đó. Mày nãy giờ cũng tốn chuyện tốn nước miếng đó, thấy không? Ví dụ là người ta nói là người ta vô tâm sự với mình là người ta giúp mình đó, nhưng mà mình cũng nói chuyện như vậy là cũng là tốn nước miếng đúng không mọi người? Mình nói vậy không có phải ý là mình tốn nước miếng là mình được tiền, nhưng mà là mình cũng đã đi làm, mình ngồi đây, những cái người khác là cũng đã ngồi đây rồi, mà thiệt ra là mình đâu có muốn làm cái nghề này đâu, tại vì cái hoàn cảnh nó đẩy đưa quá, nó đưa đẩy thì mình cũng phải đưa đẩy lại chứ, giờ mà không đưa đẩy lại rồi lấy tiền đâu ăn cái bánh này hả mọi người, lấy đâu tiền ra cái bánh này. Nhưng mà mình đưa đẩy, nhưng mà mình cũng là đâu có làm gì tầm bậy tầm bạ đâu mọi người, cũng lên đây nói chuyện cũng đúng, cũng làm vui làm cùng làm điên, nhưng mà cũng đâu có làm gì nó sai đâu, đúng không mọi người? Mọi người nói đúng không? Hơi nói đúng không? Chứ giờ gấp quá rồi đâu có kiếm cái gì ra, làm cái ra cái gì. Giờ có cái YouTube đó là cũng may đó, kiếm được cái đủ tiền phòng là may quá trời may rồi. Mà anh có like không? Có mà anh kiếm tiền tiếp hơn 800 ngàn rồi hả? Nghĩa là hôm nay là có được 1 ngàn. Tại vì thiệt ra hôm nay là anh có một số việc riêng, anh tưởng hôm nay là anh có tiền đó, nhưng mà là anh bị phá rồi này nọ rồi đó, với lại á anh tính là anh đi đóng cái phim nữa đó, mà giờ anh mệt anh cũng biết đóng được hay không, với lại do anh sợ ảnh hưởng cái người khác nữa, ấy là cái người ta chịu, người ta kêu mình đóng, nhưng mà mình sợ cái người ta buồn hay là gì đó, lỡ may mấy cái người ấy vô nữa. Chứ không là bữa giờ cũng mệt, cũng muốn lắm rồi, giờ nghĩ không ra cái việc gì phải đi thôi. Nói cho mấy em không, mà không có điều kiện thì vô bên YouTube á, dễ bộ comment cái gì đó, hay là bấm nút like cho nó có tương tác, xong cái người ta coi, người ta tưởng anh nổi tiếng người ta coi, hiểu không? Ý là cái đó là giúp á, cái đó là giúp anh nha, chứ không phải là người ta vô người ta muốn nói chuyện viết tắt rồi người ta nói cần tâm sự không, cái tự nhiên mình trả lời lại lịch sự nói bạn muốn giúp mình vô YouTube nãy, xong rồi mình bắt đầu mấy cái đứa ấy nó sơ hở, nó ấy nó vô nó phá tao, thấy không mọi người? Thấy không mọi người? Thấy cuộc đời nó dễ sợ không? Nó dễ sợ đi không? Cái bệnh này nó nằm ở đâu? Nó đau trong thân thể, nó sợ những cái căn bệnh khác, cũng là sợ ung thư, là những cái điều mà làm đúng luôn, nhưng mà nó sợ hơn là ở cái lòng người. Những cái đứa đó là những cái đứa mà nó phát anh bắt nó nói ra luôn đó. Mấy em vô coi lại những cái tin đi, những cái đứa đó nó anh không bệnh này nọ rồi bắt anh nói rồi có bệnh, xong rồi có bệnh nó tụi nó không chịu, rồi tụi nó bắt đầu họ khi mà mọi người kêu để số tài khoản lên, tài khoản của ba anh để lên, nó bắt đầu chửi cha chửi mẹ chửi nội chửi ngoại, rồi chửi luôn fan, chửi mấy cái ba đó, mấy cái ba chị cho tiền để nói là mấy con ba đó là để gì đó, để cho mấy ba nó tức. Đáng tuổi bà mẹ nó mà nó vô nó chửi vậy đó. Thí dụ mà em hỏi anh còn bị bệnh không á, nếu mà em hỏi cái câu đó, ví dụ anh còn bệnh thì anh cũng, cái người mà được hỏi người ta cũng buồn. Cho nên là cái người mà tử tế là người ta không có hỏi những cái câu đó. Nhưng mà thiệt ra lâu, cảm ơn mọi người đã ở với anh tới ngày hôm nay nha. Thì ý là anh biết em tò mò, có thể em không phải là mấy cái người xấu, nhưng mà ý là anh cũng nói em là cũng nên, mình nên để ý đời tứ, biết đâu á sau này có những cái người bạn bè hay là gia đình mình có bệnh nhưng mà người ta giấu, có rất là nhiều người giấu đó em, người ta giấu cái hộp thuốc trong cái phòng, trong cái tủ, em không biết được mà mấy năm luôn đó. Người ta là có một cái nỗi buồn khủng khiếp hơn anh. Mọi người biết anh, mọi người xa lăng mạ sỉ nhục anh là anh buồn cái kiểu khác, nhưng mà mấy cái người đó người ta buồn cái kiểu khủng khiếp hơn đó em. Cho nên nó là em đừng có, ví dụ mà em có thấy người thân hay là bạn bè của em mà có giấu hay là gì á, sau này em có biết á thì em cũng đừng có xa lánh người ta, hay là đừng có ấy nha, tội nghiệp người ta lắm đó. Người ta phải giấu biết bao nhiêu lâu rồi, và người ta mang một cái tâm trạng giấu giếm rất là tội nghiệp, và tội nghiệp lắm đó em.
Cho nên nó những cái người đó mới là tội nghiệp hơn anh. Anh luôn là người tích cực và người luôn là đem ra anh cái bản thân làm cái con chuột bạch để cho những cái người khác chửi và sỉ nhục anh, để cho người ta biết rằng cái căn bệnh này nó không phải chết ở tâm bệnh mà nó, cái con bệnh mà là chết ở những cái tâm bệnh là cái sự sợ hãi và sự xa lánh của xã hội và những cái lăng mạ của xã hội đó em ơi. Nó rất là ghê gớm và nó rất là điều đó nó làm ấy đó. Tao là một con chuột bạch để cho mọi người thấy ra đó. Trời ơi thấy chưa em? Trời ơi nó không phải ấy. Cảm ơn ai mới tặng hoa cho anh nha. Anh lỡ nói trớn rồi. Cảm ơn em mới tặng hoa cho anh nha bé Sina. Cảm ơn em nha. Thử đi bệnh đi rồi biết nha mấy em. Nó khủng khiếp, nó gớm lắm. Mẹ quan trọng mấy đứa nói anh là tại sao không về Việt Nam. Trời ơi, anh ở bên đây mà người Việt Nam đi ngoài đường thấy anh mà người ta nhìn rồi. Mà ngày xưa là không có biết người Hà Nội hay là người miền Bắc là không có biết. Bây giờ là người Hà Nội, người ngoài đường người ta đi người ta nhìn luôn. Người ta nhìn người Hà Nội luôn đó nha. Nổi tiếng ra tới ngoài Hà Nội luôn đó. Trời ơi là trời. Mẹ. Mai quay chợ em ok. Mười một ngàn người thích cái livestream này. Anh cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người vẫn ở tới cái thời điểm này. Tại vì anh đang đọc cái comment của cái con bé kia. Nó nói overthinking kìa. Cái con bé đó nó đâu có ai kỳ thị. Ừ đúng rồi đó. Anh đang ở bị overthinking đó. Xin lỗi em nha bé. Anh xin lỗi bé nha. Nói chuyện dễ thương ấy như vậy thì mình rất là được lòng mọi người đó ha. Cảm ơn bé. Anh xin lỗi em và anh không có overthinking nữa nha. Anh sẽ sửa sai lỗi của mình. Anh rất là cảm ơn em. Bệnh này tuân thủ điều trị. Hôm nay uống thuốc trời 6 tiếng mà vẫn uống. Thường thường người ta bỏ luôn á. Mà mình vẫn uống, mình sợ lắm. Ừ chào mọi người nha. Bye bye nha. Cảm ơn, hôm nay nói chung ấm túi rồi đó. Mấy tao ra đường mà được nhảy đâm tiếp, mấy đứa nó chửi tới tưởng đây. Ấm túi rồi. Tao ra đường tao nhảy đâm. Đêm nay tao say cùng ai. Trước khi nhảy đâm ngoài đường tao nhảy trước cho các em coi. Tại sao mình không nhảy cho các em tặng hoa cho mình. Mà mình phải ra đường nhảy dưới trai. Đêm nay chị sẽ cho disco test cho các em. Chị nhảy các điệu. Club này đã, club rồi vô. Cái giường nó khá nhảy lắm. Rồi kết thúc buổi tiệc hôm nay. Chị chào các em tại đây. Chị không ly nữa. Chị không vớt cú chót nữa. Chị chào các em. Nãy giờ chị vớt quá trời hả. May nãy giờ ở lại mới được tặng cái một đống đó đó.
Nói cho cảm ơn nha. Nãy giờ mày không ráng làm biếng ở lại nữa là sao? Nãy giờ không ráng ở lại làm biếng nói chuyện như thế đó là đâu có được như vậy đâu. Ngày mai cơ đó, thấy không? Cũng may, cũng cảm ơn những cái người vô khích ấy rồi nữa nha. Mấy cái người đó cũng tạo mắt xem. Cái người đó, cảm ơn. Tặng mỗi em nãy giờ mỗi người một con Chino. Các em ơi, anh yêu các em nhiều lắm. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, chúng ta nên yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Lá lành đùm gá gách, lá gách đùm gá nát. Cuộc đời chị đã nát rồi, nhưng chị vẫn luôn tươi cười. Chị vẫn ngồi đây, chị vẫn còn sống. Cho dù chị ngáp ngáp, chị cũng vẫn lên gặp gỡ các em. Có lúc thì chị mệt, có lúc thì chị vui. Có lúc thì cuộc đời này dù vui dù mệt, chị vẫn còn sống. Chị đang chào các em. Chị khóc quên mất nó khóc. Anh là YouTuber. Em vô YouTube Huy Mai Bangkok coi giùm anh nha. Em ở bên Hàn Quốc. Cảm ơn em nha. Nói chuyện phải biết khôn khéo và lịch sự để được lòng mọi người. Trả lời rất lịch sự. Hy vọng mọi người bấm một nút like. Trời, ba người bấm. Cảm ơn mọi người. Da mặt đẹp quá rồi em. Ờ vậy thôi, để lấy mặt này ra đắp xong rồi đắp thêm cho nó đẹp rồi đi nhảy đâm. Ơi bây giờ 3 giờ rưỡi còn không ta? Còn chỗ này nhảy đâm. Rút ra tiền ra liền hơn. Mà không rút đâu, ngày mai chắc đi kiếm được. Hôm nay hơn vậy thôi đó. Ngày mai mình phải đi kiếm cái chuyện khác. Mình phải đi quay YouTube. Mình đâu có đưa lên đây trai cái mặt ra ngoài được. Cùng lắm hôm nay là ra mua một đống đồ đây nè. Ăn đó, mình ăn, mình vẫn ăn, mình có sức nói đó. Mua 300 kiếm là được 500 rồi. Gia đình anh đâu? Gia đình em ở đâu? Bước trong lòng đời, đường thiên lý còn dài. Bước nhỏ vào đời, có em ở đâu? Gia đình em ở đâu? Gia đình chị ở đâu? Gia trình đình chị ở đâu? Gia đình mình ở trong tim. Cho dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội thủ đô, thủ đô của tôi. Anh Sơn, anh dùng son dưỡng gì mà bóng thế? Ừ, nó bóng mà nó hồng lên luôn em. Anh mấy bữa nay anh bị tái, nó hồng lên. Mà anh không có thích màu, nhưng mà sao cái son này lại được nha. Nó giống như là cái môi mình, tại vì cái này nó mềm, nó tự nhiên đánh ai giống như hung lên cái môi mình nè. Xong nó bóng mà rồi đánh cái son kia lên nó lại nó hợp ra cái màu lại nó đẹp lắm. Nè để anh đánh cho coi này nha. Bay 18. Nó là hiệu của Thái Lan á. Nó ướt ướt nó không có màu mà tự nhiên đánh lên nó có màu, cái màu minh tuyết, màu hồng cánh sen á. Nè. Xong mà đánh cái màu đỏ nó đẹp lắm. Khai lại nè, coi này nha. Nó đây cái màu tự nhiên đẹp ghê á. Ý là không có lố, nếu mình đánh không có bị lố là nó đẹp lắm nha. Đánh vậy thôi á. Đẹp không? Đẹp không? Chào các em. Bye bye, I love you.